trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với những nội dung chính sau đây. FBI bắt người ủng hộ ISIS triệt phá một âm mưu tấn công khủng bố kiểu 11 tháng 9. Cảnh báo thời gian sắp hết, Ukraine quyết định thực hiện bước đi chưa từng có. Ukraine bắt giữ một chỉ huy quân đội bị cáo buộc làm gián điệp cho Nga. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bộ Tư pháp Mỹ thông báo, một người đàn ông tại Houston, bang Texas của Mỹ, đã bị truy tố vì cố gắng cung cấp hỗ trợ vật chất cho những kẻ khủng bố nhà nước Hồi giáo, trước đây là IS. Người này là Anas Said, 28 tuổi. Thừa nhận đã lên kế hoạch tấn công khủng bố từ căn hộ của mình ở Houston. Các quan chức cho biết, Said đã bị FBI bắt giữ vào tuần trước, sau khi nằm trong tầm ngắm của lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố chung Houston kể từ năm 2017. Khi bị các đặc vụ FBI tiếp cận, kẻ này đã đập điện thoại xuống đất. Trước khi bị vật xuống đất, chính quyền đã tìm thấy các hình ảnh và thông tin liên lạc ủng hộ ISIS trên các thiết bị của Saïd, cũng như thông tin chỉ ra rằng kẻ này có liên quan đến các nỗ lực tuyển dụng và tuyên truyền của tổ chức khủng bố. Một luật sư cho biết, nghi phạm đã tạo và chỉnh sửa các video và hình ảnh tuyên truyền. FBI giải thích rằng, mặc dù Saïd đã nằm trong tầm ngắm của cơ quan này trong nhiều năm, nhưng hành vi của anh ta bắt đầu hướng đến bạo lực sau vụ tấn công của Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Một đặc vụ FBI nói, Said thừa nhận muốn sử dụng thuốc nổ để thực hiện một vụ thảm sát hàng loạt tại Houston. Anh ta nói nhà mình là nơi trú ẩn an toàn cho các điệp viên ISIS và khoe rằng anh ta sẽ thực hiện một cuộc tấn công theo kiểu 11 tháng 9 nếu anh ta có đủ nguồn lực. Nghi phạm được cho là bày tỏ mong muốn nhập ngũ vào quân đội Mỹ để thực hiện một hành động khủng bố. Theo tài liệu của tòa án, Said nói với một nhân viên FBI bí mật rằng anh ta sẽ sử dụng áo vest cảm tử. Anh ta nói nếu tôi làm vậy thì sẽ rất dễ dàng. Tôi sẽ cạo râu và tóc, mặc quân phục để ngụy trang, rồi vào trong và nhấn nút. Mọi thứ sẽ biến thành thịt nướng. Các tài liệu của tòa án cũng nêu rõ rằng Said đã chào bán ngôi nhà của mình cho các thành viên ISIS, những kẻ trước đây đã cố gắng ám sát cựu Tổng thống Mỹ George Washington Bush. Anh ta còn nói rằng cựu Tổng thống Bush và Tổng thống Biden đã quá già và sẽ lãng phí nếu sử dụng một viên đạn vào họ. Ngay sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, ông Donald Trump đã bắt đầu quá trình xây dựng nội các với những lựa chọn đầu tiên ưu tiên cho các vị trí sát sườn tại Nhà Trắng. Hiện nước Mỹ đã bắt đầu tiến trình chuyển giao quyền lực cho chính quyền mới, tổng thống đắc cử Donald Trump đã thiết lập một nhóm tiếp quản quyền lực để bắt đầu tiến trình chuyển giao kéo dài 75 ngày. Nhiệm vụ hàng đầu hiện nay của ông Trump trước ngày nhậm chức là bổ nhiệm mới khoảng 4.000 vị trí nhân viên chính phủ trong chính quyền mới, bao gồm những vị trí quan trọng như ngoại trưởng, các thành viên nội các. Mới đây, Thượng nghị sĩ Rick Scott đã ủng hộ bà Lara Trump, con dâu của Tổng thống đắc cử Trump, để thay thế vị trí của đồng nghiệp của ông là Thượng nghị sĩ Marco Rubio. Ông Scott viết trên mạng xã hội, Lara Trump sẽ là một thượng nghị sĩ tuyệt vời và đại diện tốt cho người dân Florida. Thống đốc Florida Ron DeSantis, người đã thua ông Trump trong cuộc đua sơ bộ của Đảng Cộng Hòa trong năm nay, có quyền bổ nhiệm người thay thế ông Rubio cho đến năm 2026. Bà Rara Cham, đồng chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên Fox Business rằng bà chưa nói chuyện với ông DeSantis về việc bổ nhiệm người thay thế, nhưng bà đã cởi mở trước sự ủng hộ mà bà nhận được từ các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa khác, bao gồm Thượng nghị sĩ Cathy Briggs và Hạ nghị sĩ Anna Paulina Luna. Bà nói, nếu đây là điều tôi được đề nghị làm, tôi sẽ nghiêm túc cân nhắc, Tôi không nghĩ bạn sẽ tìm thấy một người nào phù hợp với các giá trị và chính sách nước Mỹ là trên hết của ông Donald Trump hơn tôi. Hồi tháng 3, Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa RNC bỏ phiếu bầu ông Michael Wattley, chủ tịch Đảng Cộng hòa bang Bắc Carolina làm lãnh đạo mới của RNC. Bà Lara Trump, con dâu cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, được bầu làm đồng chủ tịch Thời điểm đó ông Trump cũng cho biết con dâu Lara Trump muốn trở thành đồng lãnh đạo RNC và ông ủng hộ điều này. Lara 41 tuổi, vợ Eric Trump, được kỳ vọng sẽ đóng vai trò lớn trong các nỗ lực truyền thông và gây quỹ của RNC với vị trí đồng chủ tịch. Bà trước đó nói RNC phải chi đến đồng xu cuối cùng để giúp ông Trump trở lại Nhà Trắng vào cuối năm nay, bao gồm việc trang trải chi phí pháp lý cho cựu tổng thống Mỹ. Phát biểu khi nhậm chức, ông Wattley và bà Lara cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với ông Trump. Con dâu cựu Tổng thống Mỹ dơ một tấm xét trị giá 100.000 đô la Mỹ trong lúc phát biểu, cho thấy đây là khoản tiền đóng góp mà RNC vừa nhận được tại buổi lễ, song không tiết lộ ai là người viết tấm xét. Tuy nhiên, gần đây sau khi thắng cử, ông Donald Trump tuyên bố không muốn các thành viên gia đình con cái của mình phục vụ trong chính quyền Mỹ sắp tới. Ngày 15 tháng 11, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump xác nhận ông sẽ đề cử ông Robert Kennedy Jr. làm Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, HHS. Lựa chọn này của ông Donald Trump gây tranh cãi khi ông Kennedy được cho là một nhân vật có thái độ hoài nghi về vaccine, cũng như có nhiều quan điểm y học không chính thống. Nếu đề cử của ông Trump được chấp thuận, cháu trai của cố Tổng thống Mỹ John Kennedy sẽ có quyền kiểm soát sâu rộng đối với một bộ có hơn 80.000 nhân viên, 13 bộ phận và điều hành hơn 100 chương trình các cơ quan của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ quản lý lĩnh vực thực phẩm và thuốc men được người Mỹ sử dụng hàng ngày như việc quyết định xem các chương trình Medicare và Medical ID có trả tiền cho thuốc men và điều trị tại bệnh viện cho một người hay không, hay việc ngăn chặn các bệnh truyền nhiễm cũng như thực hiện các nghiên cứu hàng tỷ đô la Mỹ về bệnh ung thư hay Alzheimer. Báo Guardian dẫn nhận định của bác sĩ Nhi Khoa Alastair McAlpin tại Bệnh viện Nhi British Columbia. Đây là một quyết định thật kinh khủng. Ông Robert Kennedy Jr., không được đào tạo về y tế. Ông ta cũng là một người chống vaccine và lan truyền thông tin sai lệch. Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên bố sự an toàn và sức khỏe của người dân Mỹ là yếu tố quan trọng nhất của mọi chính quyền. Và HHS sẽ đóng vai trò lớn trong việc đảm bảo mọi người dân được bảo vệ khỏi các hóa chất độc hại, chất gây ô nhiễm, thuốc trừ sâu, sản phẩm dược phẩm và phụ gia thực phẩm, vốn góp phần gây ra cuộc khủng hoảng sức khỏe đang lan rộng ở quốc gia này. Ông bày tỏ tin tưởng rằng ông Kennedy Jr là người làm cho nước Mỹ vĩ đại và khỏe mạnh trở lại. Về phần mình, trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Kennedy Jr. nhấn mạnh tầm quan trọng của việc loại bỏ các hiện tượng tiêu cực khỏi bộ này và cam kết mang đến cho người dân Mỹ sự minh bạch để họ có thể đưa ra quyết định về sức khỏe cá nhân. Cụ thể, ông cam kết sẽ giải phóng các cơ quan thuộc Bộ Y tế Mỹ khỏi sự thâu tóm của các tập đoàn, theo đuổi sứ mệnh biến người Mỹ một lần nữa trở thành những người khỏe mạnh nhất trên trái đất. Tuy nhiên, truyền thông Mỹ đặt câu hỏi, liệu Thượng viện Mỹ và trong trường hợp Thượng viện do Đảng Cộng hòa của ông Trump kiểm soát có chấp thuận để một nhân vật có nhiều quan điểm y tế gây tranh cãi như ông Kennedy điều hành bộ chịu trách nhiệm sức khỏe cho người dân Mỹ hay không? Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã có cuộc điện đàm đầu tiên sau gần 2 năm thảo luận về xung đột Ukraine và các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng giữa Moscow và Kiev. Ông Stefan Hibetre, người phát ngôn của chính phủ Đức, nói với hãng tin cuộc điện đàm diễn ra ngày 15 tháng 11 và kéo dài gần 1 giờ. Theo quan chức này, Thủ tướng Đức khẳng định Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine để đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Ông Scholz cũng nói về quyết tâm không lay chuyển của Berlin trong việc hỗ trợ Kiev miễn là cần thiết. Thủ tướng Đức đã kêu gọi Tổng thống Putin chấm dứt xung đột và rút quân. Đáp lại, Tổng thống Putin nói rằng Nga sẵn sàng đàm phán để giải quyết xung đột ở Ukraine dựa trên các đề xuất đã được Bộ Ngoại giao Nga công bố vào tháng 6. Các quan chức Đức cho biết hai nhà lãnh đạo đã đồng ý giữ liên lạc. Trước cuộc điện đàm, Thủ tướng Đức cũng đã liên lạc với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và dự định sẽ nói chuyện lại với nhà lãnh đạo Kiev sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga. Người phát ngôn của chính phủ Đức cho biết thêm, cuộc điện đàm ngày 15 tháng 11 là cuộc trao đổi trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Đức trong gần 2 năm. Lần cuối cùng ông Putin và ông Scholz nói chuyện qua điện thoại là vào ngày 2 tháng 12 năm 2022. Điện Kremlin đã xác nhận cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Đức Olaf Scholz, đồng thời cho biết cuộc gọi do phía Đức khởi xướng Báo Wall Journal đầu tháng này dẫn lời ba nguồn tin thân cận với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho biết, một ý tưởng được các quan chức trong đội ngũ của ông Trump đưa ra là Ukraine cam kết không gia nhập NATO trong ít nhất 20 năm, trong khi Washington tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev để ngăn chặn cuộc tấn công mới của Nga. Theo ý tưởng trên, cuộc xung đột cũng sẽ bị đóng băng, với việc Nga giữ quyền kiểm soát khoảng 1 phần 5 lãnh thổ Ukraine và một khu vực phi quân sự DMZ kéo dài 1.200 km để đánh dấu phạm vi kiểm soát của cả Kiev và Moscow. Nguồn tin cho biết khu vực này có thể sẽ do các lực lượng châu Âu giám sát, thay vì các lực lượng của Mỹ hoặc các tổ chức như Liên Hợp Quốc. Một thành viên giấu tên trong nhóm của Tổng thống đắc cử Trump nói rằng nòng súng sẽ là của châu Âu, đồng thời nói thêm Chúng tôi không cử người Mỹ đến để duy trì hòa bình ở Ukraine và chúng tôi không trả tiền cho việc đó. Hãy để người Ba Lan, Đức, Anh và Pháp làm điều đó. Các chuyên gia lo ngại, DMZ sẽ chỉ có lợi cho Nga, tạo điều kiện cho họ củng cố lực lượng và chuẩn bị cho các hoạt động quân sự tiếp theo. Mới đây, nghị sĩ Ukraine Alexander Dubinsky cho biết Kurakhov sẽ là thành phố tiếp theo nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga và Kiev đã bắt đầu chuẩn bị thông tin cho sự mất mát của mình. Theo trang Top World, sau Selidovo, Kurakhov cũng đang trở thành một thành phố không có tầm quan trọng lớn. Truyền thông Ukraine theo lệnh đang cố gắng tuyên truyền cho người dân rằng sẽ không có điều gì khủng khiếp xảy ra với Ukraine khi mất Kurakhov, giống như khi mất hàng chục thành phố trước đó. Trước đó, quân đội Ukraine bảo vệ Kurakhov cho biết họ sẵn sàng rời khỏi thành phố nhưng vẫn chưa nhận được lệnh từ Bộ Tổng tham mưu. Tờ Financial Times dẫn các nguồn tin trong quân đội Ukraine cho biết, quân đội Nga tiếp tục tấn công tích cực dọc gần như toàn bộ chiến tuyến dài 1.000 km và quân đội lực lượng vũ trang Ukraine bị bao vây ở Kurakhov đang chờ lệnh rút lui. Vì vậy, chỉ huy một đơn vị pháo binh gần Kurakhov nói với tờ báo rằng quân Nga đang tấn công từ ba phía. Ông và quân của mình đã sẵn sàng rút lui, nhưng chúng tôi chưa có lệnh từ trên. Hãng tin Nga RIA Novosti dẫn lời một quân nhân, xạ thủ cấp cao thuộc lữ đoàn súng trường cơ giới số 5 quân 51 của nhóm lực lượng miền Nam về tình hình Kurakhov. Theo hướng này, đối phương đang hành xử ít nhiều bình tĩnh, tức là rất có thể đang cố rời khỏi khu định cư Kurakhov và một số ngôi làng lân cận. Điều này rất có thể là do thiếu đạn dược cho nhân sự và có lẽ là tinh thần. Đơn vị của quân nhân nói trên chủ yếu hoạt động dọc theo các tuyến đường của lực lượng vũ trang Ukraine, cắt đứt khả năng cung cấp đạn dược, nhân lực và thiết bị cho Ukraine. Việc kiểm soát hỏa lực các tuyến đường này cũng được thực hiện. Các mục tiêu bị bắn trúng khi quân Ukraine rút lui. Các cuộc tấn công này chủ yếu sử dụng đạn phân mảnh có sức nổ cao. Trong khi đó, Oleksandr Kovalenko, nhà phân tích chính trị quân sự của nhóm Information Resistance của Ukraine cho rằng lực lượng Ukraine sẽ rút khỏi Kurakhov. Tuy nhiên đến lúc đó, họ có thể đã làm kiệt quệ lực lượng Nga. Ông lưu ý rằng tại đây, lực lượng Ukraine có cơ hội làm cạn kiệt nguồn lực của Nga và ngăn họ đặt ra các điều kiện để tiến vào Pokrovsk vào cuối năm. Hiện nay, theo trang web Nga, Reporter, các đơn vị của nhóm quân miền Nam Nga đang tích cực hình thành một vòng vây lớn đối với nhóm quân phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine ở phía nam Kurakhov. Reporter cho biết, sau khi các đơn vị của cụm quân miền nam trong thủng hàng phòng ngự của Ukraine ở làng Ilinka tiến tới Beresky ở phía bắc Kurakhov, họ chỉ còn chưa đầy 3 km nữa để di chuyển theo hướng bắc nam và đánh vào Kurakhov. Trong khi đó ở phía nam, máy bay tiêm kích Nga cũng đang tích cực đẩy lùi lực lượng Ukraine về phía Uspenoka, Daniye và cũng chỉ còn cách Kurakhov 3 km về phía nam. Như vậy, quân sắp bao vây hoàn toàn một vùng lãnh thổ rộng lớn, chuẩn bị biến Kurakhov thành một vòng vây khủng khiếp. Trong khi cả thế giới đang thắc mắc khi nào và bằng cách nào Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump sẽ hòa giải Moscow và Kiev, thì chính quyền Ukraine lại đang cố gắng tìm ra giới hạn cho sự kiên nhẫn của người dân họ. Một quan chức Ukraine đã tính đến cả việc tuyển các bệnh nhân lao hay hạn IV vào quân đội. Hôm 13 tháng 11, hãng thông tấn Strana của Ukraine đã đưa tin một người đàn ông Ukraine đã trốn thoát khỏi trạm kiểm soát nghĩa vụ quân sự một cách tuyệt vọng. Anh ta phóng xe vượt qua giao chắn, trong khi một cảnh sát bám chặt vào mũi xe đang chạy của anh ta. Người ta không biết liệu các sĩ quan tuyển dụng sau đó có lần ra được người trốn thoát hay không, hoặc liệu anh ta có bị đưa vào danh sách truy nã hay không. Trong thời gian qua, nỗ lực tuyển quân của Ukraine đã phải đối mặt với một số diễn biến tiêu cực và tình trạng trốn tránh quân dịch. Tháng 8 năm ngoái, ông Zelensky sa thải toàn bộ lãnh đạo cơ quan tuyển quân ở các vùng trên cả nước và mở cuộc điều tra về nghi vấn tham nhũng liên quan tới những cơ quan này. Đầu năm nay, Ukraine hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25 và thắt chặt đáng kể các quy định huy động. Yêu cầu những tân binh tiềm năng phải báo cáo cho Văn phòng Nghĩa vụ quân sự để xác nhận dữ liệu. Mới đây, đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Ukraine, Dmitry Lazukin, nói rằng cả bệnh lao và thậm chí cả HIV đều không cản trở những người yêu nước muốn bảo vệ Ukraine. Ông nói trong một cuộc phỏng vấn với Canada TV Tiêu chí chính để đánh giá mức độ phù hợp với nghĩa vụ quân sự là chức năng của một người. Và ông nói thêm rằng, trong trường hợp bệnh lao, những người nhiễm virus HIV, các nhân viên của trung tâm tuyển quân đang rộng tay chào đón những bệnh nhân có dạng nhiễm trùng không triệu chứng. Vấn đề huy động chính các nhân viên trung tâm tuyển quân cũng được thảo luận. Đây cũng là chủ đề được thảo luận tích cực ở Ukraine. Đối với người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ukraine, mọi thứ đều rõ ràng trước việc đề cử ai ra mặt trận trước, một nhân viên tuyển quân hay một người Ukraine bình thường bị nhiễm HIV. Người dân Ukraine thực sự đang trải qua một trong những thảm kịch khó khăn nhất trong lịch sử của họ và họ còn rất nhiều việc phải làm để sửa chữa sai lầm của mình. Do đó, họ sẽ phải tìm ra chính xác thời điểm họ rơi vào thảm kịch này, cũng như lối rẽ dẫn vào vực thầm. Giáo sư và chuyên gia địa chính trị Thomas Manian của Đại học Helsinki viết trên mạng xã hội X, Ukraine và những người ủng hộ nước này cần nhớ rằng thời gian của họ sắp hết. Giáo sư Thomas Malinen nói, đã hết thời gian đối với lực lượng vũ trang Ukraine Zelensky và phương Tây. Cuộc chiến ủy nhiệm ở Ukraine đã trở thành một thảm họa có quy mô lớn đối với NATO. Theo chuyên gia, các giải pháp cho cuộc xung đột này đã tồn tại nhưng chúng không chuẩn mực. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ có thể đạt được một giải pháp thương lượng cho cuộc xung đột Ukraine trong một ngày. Nhưng Nga tin rằng đây là một vấn đề quá phức tạp đối với một giải pháp đơn giản như vậy. Ngoài ra, ông Trump còn nhiều lần chỉ trích cách tiếp cận của chính quyền đương nhiệm Mỹ đối với cuộc xung đột ở Ukraine. Dường như Ukraine và Nga đang có những tính toán chiến lược mới ở Kursk sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Theo đó, ông Andriy Kovalenko, người đứng đầu Trung tâm Chống thông tin sai lệch Ukraine, gần đây cho biết quân đội Nga đang tiếp tục các hoạt động tấn công ở tỉnh Kursk, sử dụng thiết bị quân sự và cố gắng di chuyển vào ban đêm. Trong khi ở phía Ukraine, quân đội Ukraine AFU cuối cùng đã tung vũ khí át chủ bài trên bộ đắt tiền nhất, xe tăng M1A1 Abrams do Mỹ sản xuất được bán với giá khoảng 5 triệu đô la Mỹ một chiếc vào mặt trận này. Như vậy, sau Leopard 2 của Đức, Challenger 2 của Anh thì xe tăng Mỹ đã chính thức lăn bánh trên lãnh thổ Nga. Theo kênh Telegram, nhật ký lính nhảy dù, quân đội Nga RFAF lần đầu tiên phát hiện xe tăng Abrams của Ukraine ở Kursk. Khi đó, chiếc xe tăng này được yểm trợ bởi xe chiến đấu bộ binh M1A2 Bradley cũng do Mỹ sản xuất, tấn công làng Novovaloka, phá hủy một số ngôi nhà rồi rút lui khẩn trương trước sự phản công ác liệt của hỏa lực Nga dòng xe tăng này đã không xuất hiện trên chiến trường ít nhất trong vòng 6 tháng qua. Động thái trên đồng nghĩa với việc tình hình ở Kursk đã đến thời kỳ nguy cấp nhất. Quân đội Ukraine phải sử dụng tất cả những vũ khí gì mà họ có trong tay. Trước tình hình hiện nay, ông Oleksandr Kovalenko, chuyên gia phân tích quân sự của nhóm Information Resistance, trong một cuộc phỏng vấn với ABC Ukraine cho biết, các lực lượng Ukraine có thể giữ tỉnh Kursk trong tầm kiểm soát đến cuối năm nay. Trong thời gian này, quân đội Nga có thể sẽ đạt được một số tiến triển. Nhưng chắc chắn sẽ không thể giành lại toàn bộ lãnh thổ Ông Kovalenko nhận định Tôi tự tin một phần của tỉnh Kursk Vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Ukraine Quân đội Nga sẽ có một số tiến triển Nhưng đến cuối năm Họ sẽ không thể giành lại toàn bộ Kursk Ông nói thêm Nếu nói về Kurakhov ở Donetsk Lực lượng Ukraine chắc chắn sẽ rút lui ở đó Nhưng ở tỉnh Kursk tình hình hoàn toàn khác Theo quan điểm của ông Kovalenko Lực lượng vũ trang Ukraine Có thể duy trì vùng an toàn ở tỉnh Kursk Khi bước sang năm mới Ngược lại, ông Bulen Goke, giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học Kiel cho rằng việc ông Trump đắc cử tổng thống Mỹ đã khiến nhu cầu giành lại các vùng lãnh thổ bị mất tại tỉnh Kursk của Nga ngày càng cấp thiết và điều này dường như cũng buộc quân đội Ukraine phải giữ vững các vị trí chiếm được để có lá bài mặc cả trong tay. Nhưng nhà phân tích này cảnh báo việc cố gắng giữ những vùng đất đó sẽ rất khó khăn đối với quân đội Ukraine. Khi được hỏi liệu quân đội Nga có khả năng thành công trong việc giành lại toàn bộ tỉnh Kursk hay không, tiến sĩ Galeoti cho rằng vấn đề quan trọng nhất là nguồn lực Tôi không tin họ có thể làm được điều đó nếu không điều động số lực lượng lớn từ các đơn vị từ mặt trận Donbass đến Kursk. Câu hỏi đặt ra là quyết tâm của Tổng thống Nga Putin lớn đến mức nào? Nếu ông Putin quyết tâm phá hủy các cứ điểm của Ukraine tại Kursk cho đến đầu tháng 1 năm 2025 và nếu ông ấy sẵn sàng chuyển ra các nguồn lực cần thiết thì Nga có thể thành công. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đề cử bà Tulsi làm giám đốc tình báo quốc gia đã gây chấn động trong giới tình báo. Nhiều người thắc mắc quan điểm của bà về đối ngoại và an ninh quốc gia, đặc biệt là việc phản đối sự ủng hộ của Mỹ dành cho Ukraine. Trong một tuyên bố gần đây, ông Trump đã nhấn mạnh lý lịch của bà Tulsi là một cựu đảng viên đảng Dân Chủ. Ông nói, bà ấy có sự ủng hộ rộng rãi từ cả hai đảng chính trị. Cho dù sự thay đổi chính trị của bà có nghĩa là bà không có khả năng nhận được sự ủng hộ từ Đảng Dân Chủ. Tôi biết bà Tulsi sẽ mang tinh thần không sợ hãi, vốn đã định hình sự nghiệp lẫy lừng của bà, đến cho cộng đồng tình báo của chúng ta, bảo vệ quyền hiến pháp của chúng ta và bảo vệ hòa bình thông qua sức mạnh. Tuyên bố của ông Trump nói, Tulsi sẽ khiến tất cả chúng ta tự hào. Phát biểu trong một sự kiện vận động tranh cử ở bang Michigan cho ông Trump Bà Gabba cho biết, ông Trump sẽ được giấu chồng hết cho một số người theo chủ nghĩa tân bảo thủ, những người khiến Mỹ luôn vướng vào các cuộc chiến liên miên. Bà cho biết thêm, đây sẽ là một trong những lý do chính khiến tôi cam kết sẽ làm mọi cách để có thể đưa Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng. Đáng chú ý, bà Tulsi Gabba, 43 tuổi, được coi là mềm mỏng với Nga và Syri. Bà Gabba được cho là có quan điểm cảm thông với Nga khi nước này phát động hoạt động quân sự sang nước láng giềng Ukraine. Để bày tỏ sự ủng hộ dành cho Tổng thống Nga Vladimir Putin, Gần đây, khi viết trên mạng xã hội X, tức Twitter, bà Gat Ba cho rằng al đã tấn công chúng ta vào ngày 11 tháng 9 và chúng ta phải đánh bại chúng. Ông Obama sẽ không ném bom chúng ở Syria. Ông Putin đã làm như vậy. Trong một thông điệp video trên Twitter năm 2022, bà Gat Ba cho biết kính gửi Tổng thống Putin, ông Zelensky và ông Biden đã đến lúc gạt địa chính trị sang một bên và đón nhận tinh thần Aloha, tôn trọng và yêu thương dành cho người dân Ukraine bằng cách đi đến một thỏa thuận rằng Ukraine sẽ là một quốc gia trung lập, không liên minh quân sự với NATO hoặc Nga, và do đó làm giảm bớt những lo ngại chính đáng về an ninh của cả các nước Mỹ và NATO cũng như Nga, vì sẽ không có quân đội Nga hoặc NATO trên biên giới không phải ban tích của nhau. Điều này sẽ cho phép người dân Ukraine sống trong hòa bình. Vào tháng 10, bà Gatba cũng cáo buộc Phó Tổng thống Kamala Harris là kẻ chủ mưu gây ra cuộc xung đột Nga-Ukraine và cho biết chính sách đối ngoại của bà đã đưa Mỹ đến bờ vực của Thế chiến thứ ba. Cơ quan an ninh Ukraine SBU mới đây thông báo đang giữ chỉ huy một đơn vị đặc nhiệm sau khi phát hiện ông này tuần thông tin cho cơ quan tình báo quân đội Nga GRU. SBU cho biết đối phương chủ yếu quan tâm đến những chiến dịch phá hoại và do thám của lực lượng đặc nhiệm Ukraine diễn ra sâu trong lòng địch ở các vùng Zaporizhia, Kherson và Crimea. Sĩ quan này mang quân hàm trung tá có quyền tiếp cận thông tin về kế hoạch di chuyển vũ khí và danh sách mục tiêu của lực lượng đặc nhiệm quân đội Ukraine (SOF). Viên trung tá còn thu thập thông tin về một số đơn vị quân đội Ukraine và chuyển cho đầu mối phía nga. Trong cuộc khám xét và bắt giữ, giới chức Ukraine đã tịch thu một bộ thiết bị liên lạc bí mật, thiết bị máy tính, nhiều điện thoại và thiết bị lưu trữ dữ liệu. SBU cáo buộc các lực lượng nga lên kế hoạch sử dụng thông tin tình báo để tiêu diệt những người lính đặc nhiệm ở tiền tuyến và ở các khu vực miền nam Ukraine mà nga đã tuyên bố xâm nhập. Phía Ukraine cho rằng tình báo quân đội Nga đã chiêu mộ chỉ huy của Ukraine từ trước khi tiến hành kế hoạch quân sự vào tháng 2 năm 2022, song mới chỉ kích hoạt người này vào mùa xuân năm nay. SBU cho biết giới lãnh đạo quân sự cấp cao của Ukraine đã hỗ trợ trong vụ án và nghi phạm có thể phải đối mặt với án tù trung thân vì tội phản quốc. Kể từ khi xung đột nổ ra vào năm 2022, cả Kiev và Moscow đã bắt giữ một số công dân với cáo buộc làm gián điệp cho phía bên kia. Trong đó có những người bị cáo buộc chuyển thông tin về các địa điểm quân sự hoặc hoạt động di chuyển của quân đội. Tuy nhiên, hiếm khi xảy ra việc bắt giữ một chỉ huy quân đội nắm giữ nhiều thông tin nhạy cảm như vụ việc ngày 15 tháng 11. SOF thông báo, trong khi lực lượng đặc nhiệm đang làm nhiệm vụ chiến đấu trong lòng địch ở khu vực đang bị đối phương chiếm đóng, đáng buồn rằng trong hàng ngũ của chúng ta vẫn có kẻ tìm cách phá hoại. Đặc nhiệm vẫn sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ, đánh bại đối phương và giải phóng lãnh thổ Ukraine. Bất kỳ ai tìm cách cản đường và đe dọa sinh mạng binh sĩ đều sẽ bị vạch trần và chịu án tù. Theo hãng tin AFP, Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Ukraine ngày càng lo ngại trước việc Nga tiếp tục giành được lợi thế ở khu vực Donetsk, trong khi Moscow có khả năng sẽ triển khai đợt tấn công mới ở mặt trận Zaporizhia. Vừa qua, một số vụ nổ đã làm rung chuyển thành phố Krimsk ở tỉnh Krasnodar của Nga. Các kênh Telegram của Nga dẫn lời người dân Krimsk cho biết đã có một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một sân bay quân sự. Thống đốc tỉnh Krasnodar, Veniamin Kondratiev báo cáo hai thành phố đã bị nhắm mục tiêu trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn. Ông cho biết các hệ thống phòng không của Nga đã ngăn chặn vài chục máy bay không người lái ở Krimsk và Krasnoyarsk. Các mảnh vỡ rơi xuống nhà dân nhưng không gây thương vong. Ông cũng xác nhận máy bay không người lái đã tấn công sân bay quân sự Krimsk. Hồi tháng 10, theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, lực lượng nước này đã tấn công cơ sở hạ tầng tại một sân bay quân sự ở vùng Lipetsk của Nga và một doanh nghiệp sản xuất thuốc nổ ở vùng Nizhny Novgorod. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi giới chức Nga và một số kênh Telegram cho biết. Ukraine đã nhắm mục tiêu vào các khu vực đó trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong đêm. Trong khi đó, quan chức Nga Dmitry Rogozin do người Nga bổ nhiệm phụ trách khu vực Zaporizhia. Người này từng là lãnh đạo cơ quan vũ trụ Nga thừa nhận, sau khi Ukraine tấn công và buộc hạm đội biển đen phải di chuyển nhiều tàu chiến khỏi căn cứ hải quân ở thành phố cảng Sevastopol, bán đảo Crimea. Ông nói, Nga cần nghiêm túc hơn trong việc phát triển máy bay không người lái, tổ chức các đơn vị máy bay không người lái quân sự cũng như phát triển hệ thống tác chiến điện tử và định vị vệ tinh. Hạm đội biển đen là một ví dụ các tàu lớn của chúng tôi trở thành mục tiêu cho máy bay không người lái của đối phương. Theo ông Rogozin, Nga đã đi sau về công nghệ máy bay không người lái khi bắt đầu kế hoạch quân sự năm 2022. Mặc dù đã được những tiến bộ đáng kể, nhưng nước này cần phải tiến nhanh hơn, đặc biệt là tập trung vào chi tiêu vũ khí và thành lập các trung đoàn máy bay không người lái đặc biệt. Ông Rogozin cũng xác nhận các hệ thống dẫn đường vệ tinh và bề mặt có thể vượt qua chiến tranh điện tử có tầm quan trọng đặc biệt, cho phép nhắm mục tiêu chính xác. Mới đây, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thừa nhận gặp một số khó khăn trong việc tiếp thêm nhiên liệu chuyên cơ khi đi công tác nước ngoài do các lệnh trừng phạt từ phương Tây. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thừa nhận trong những năm gần đây, ông gặp một số vấn đề khi tiếp nhiên liệu cho máy bay của đội bay đặc biệt Nga. Đội bay chuyên chở các nhà lãnh đạo cấp cao hàng đầu của Nga đi công tác do các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp lên Moscow. Theo lời ông Lavrov, năm 2023, khi ông đến Cộng hòa Nam Phi, để đại diện cho Tổng thống Vladimir Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Johannesburg đã có một câu chuyện dài về việc quay trở về. Bởi vì hóa ra, hầu hết các công ty cung cấp nhiên liệu hàng không ở đó không thuộc sở hữu của quốc gia này, ông Larov chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với dự án Thế giới mới. Ngoại trưởng Nga cho biết thêm, ông từng gặp khó khăn tương tự trong chuyến công tác đến Brazil. Cụ thể, hồi tháng 2, Brazil từ chối tiếp nhiên liệu cho chiếc IL-96 chở Bộ trưởng Ngoại giao Nga khi ông có chuyến bay từ thành phố Rio de Janeiro, nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh G20, đến cuộc gặp Tổng thống Brazil Lula da Silva. Theo ông Larov, các quốc gia thân thiện sẽ buộc phải sợ các lệnh trừng phạt thứ cấp trong một thời gian dài, một phần là vì của một số quốc gia này vẫn tồn tại chủ nghĩa đế quốc kiểu mới. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào đầu năm 2022, các nước phương Tây đã đồng loạt áp dụng một số lệnh trừng phạt ở nhiều lĩnh vực lên Moscow, cũng như phong tỏa tài sản dưới dạng tiền mặt của nước này ở Ngân hàng Trung ương Nga và đóng băng các chứng khoán trị giá khoảng 260 tỷ euro. Các máy bay của Nga và Belarus cũng bị vướng vào lệnh cấm bảo trì tạm thời. Phía Moscow đã lên án các biện pháp trừng phạt của phương Tây và xem các lệnh trừng phạt này là hành vi bất hợp pháp. Tổng thống Nga Putin cảnh báo các lệnh trừng phạt của Mỹ và các đồng minh có thể dẫn đến những hậu quả khó lường đối với liên minh châu Âu EU, đồng thời có thể làm bùng phát một cuộc khủng hoảng toàn cầu. Song song, tổng thống Putin khẳng định nước Nga tự tin đương đầu với những thách thức từ bên ngoài. Theo hãng tin Reuters, vừa qua thủ tướng Đức Olaf Scholz và tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiến hành điện đàm lần đầu tiên sau gần 2 năm. Lần trao đổi cuối cùng giữa thủ tướng Scholz với tổng thống Nga Putin là vào tháng 12 năm 2022, 10 tháng sau khi Nga tiến hành hoạt động quân sự tại Ukraine, quan hệ giữa Nga và phương Tây đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ chiến tranh lạnh. Phát ngôn viên của chính phủ Đức cho biết, cuộc điện đàm kéo dài khoảng 1 giờ, trong đó, thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đề nghị Nga rút quân khỏi Ukraine và tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Berlin với Kiev. Phát ngôn viên này cho biết, thủ tướng đã kêu gọi Nga thể hiện thiện chí tham gia các cuộc đàm phán với Ukraine với mục tiêu đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Ngoài ra, vị này cũng cho biết, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã trao đổi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước khi điện đàm với Tổng thống Nga Putin, đồng thời sẽ thông báo kết quả cho nhà lãnh đạo Ukraine. Tuy nhiên, Ukraine ngay lập tức phản ứng gay gắt với diễn biến này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ví cuộc gọi như mở hộp Pandora và mang lại cho Moscow những gì mà họ muốn. Tổng thống Zelensky nói, Thủ tướng Scholz nói với tôi rằng ông ấy sẽ gọi điện cho ông Putin. Bây giờ có thể có những cuộc trò chuyện khác, những cuộc gọi khác. Ông lập luận. Điều này sẽ làm suy yếu sự cô lập Nga và không mang lại kết quả thiết thực nào. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, chúng tôi biết cách hành động, chúng tôi muốn cảnh báo. Sẽ không có thỏa thuận Minsk 3, chúng tôi cần hòa bình thực sự. Thỏa thuận Minsk 1 và Minsk 2 do Pháp và Đức làm trung gian được kỳ vọng sẽ đặt dấu chấm hết cho chiến sự miền đông Ukraine và tháo ngòi căng thẳng giữa Nga-Ukraine. Trong khi đó, Điện Kremlin cho biết cuộc điện đàm diễn ra theo yêu cầu của Đức và ông Putin đã nói với ông Scholz rằng bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine đều phải tính đến lợi ích an ninh của Nga và phản ánh thực tế lãnh thổ hiện nay. Tổng thống Nga cũng nói rằng cuộc xung đột bị kích động trực tiếp do chính sách hung hăng của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, thể hiện qua nỗ lực biến Ukraine thành bàn đạp chống Nga, xâm phạm quyền của người nổi tiếng Nga tại Ukraine và phớt lờ lợi ích an ninh của Moscow. Ông Putin nhấn mạnh rằng Moscow chưa bao giờ từ chối đàm phán, nhưng các cuộc đàm phán đã bị Ukraine phá vỡ. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng nước này vẫn cởi mở với đối thoại. Đáp lại ông Scholz kêu gọi ông Putin chấm dứt xung đột và rút quân, đồng thời nói rằng Đức có kế hoạch hỗ trợ Kiev miễn là còn cần thiết, theo người phát ngôn của chính phủ Đức, Stefan Hibestrit. Trang Aviapro ngày 15 tháng 11 đưa tin, hệ thống giám sát của Ukraine đã ghi nhận các chuyến bay đồng thời của 8 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS trên không phận Nga. Theo dữ liệu của Ukraine, mặc dù các máy bay Nga đã ở trên không trong một thời gian dài, nhưng không có tên lửa nào được phóng đi. Việc này khiến nhiều người liên tưởng đến hoạt động diễn tập của lực lượng Nga được ghi nhận trước cuộc tấn công gần đây vào Kiev. Các chuyên gia cho rằng những chuyến bay như vậy có thể là một phần của các cuộc tập trận hoặc hoạt động phô trương sức mạnh nhằm gây áp lực. Quân đội Nga hiện chưa lên tiếng về thông tin trên. Cách đây ít ngày, theo không quân Ukraine, cảnh báo không kích đã vang lên tại Ukraine vào sáng sớm sau khi tám máy bay ném bom Tu-95 MS của Nga xuất kích và hướng tới biển Caspi. Ngay sau đó, các phương tiện truyền thông đưa tin đây là một cuộc tấn công mô phỏng và không có tên lửa nào được không quân Nga phóng vào không phận Ukraine. Cùng thời điểm, Người đứng đầu trung tâm chống thông tin sai lệch Ukraine, ông Andriy Kovalenko xác nhận thông tin trên. Đồng thời cho biết, Nga đã sẵn sàng các cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine sau thời gian dài tích trữ tên lửa. Quan chức Ukraine nhấn mạnh rằng cuộc diễn tập phóng tên lửa của Nga là biện pháp gây áp lực tâm lý lên Ukraine. Theo hãng tin TASS của Nga, Tu-95 là máy bay ném bom động cơ turbo cánh quạt, được thiết kế để tấn công các mục tiêu của kẻ thù bằng nhiều loại vũ khí, bao gồm cả vũ khí hạt nhân ở những khu vực xa xôi và sâu trong hậu phương đối thủ phiên bản TU-95MS thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 14 tháng 9 năm 1979 và được đưa vào sử dụng từ năm 1981. Sử dụng 4 động cơ tuabin cánh quạt Kuznetsov NK12MV với tổng công suất 59.200 mã lực cho phép TU-95MS hoạt động với tốc độ tối đa là 925 km h tầm hoạt động 15.000 km, trần bay 12 km. TU-95MS được trang bị nhiều loại vũ khí như pháo AM-23, 23mm, tên lửa KH-20, KH-22, tên lửa hành trình tầm xa KH-55 hoặc KH-55SM. Ngoài ra máy bay cũng có thể mang theo bom chiến đấu FAB-250, FAB-500 và FAB-1500. Tờ Telegraph Anh đưa tin, vào đầu tháng 11 trên nền tảng Telegram đã xuất hiện video được cho là ghi lại cảnh người Nga đang huấn luyện lính Triều Tiên và dạy tiếng Nga cho họ. Trong video, một nhóm nhỏ lính Triều Tiên chuẩn bị ra tiền tuyến được các huấn luyện viên quân sự của Nga hướng dẫn cách đặt mìn. Buổi huấn luyện bị gián đoạn khi những binh sĩ Triều Tiên mặc quân phục Nga dường như không hiểu họ phải làm gì, một người lính trông khá trẻ chỉ vào một từ trên tờ giấy và hỏi huấn luyện viên người Nga của mình cách phát âm từ đó. Cũng theo Telegraph, trong một video được đăng tải trên mạng xã hội X vào tháng 10, một binh sĩ Nga đã cố gắng làm quen với một binh sĩ Triều Tiên nhưng bị người này khước từ. Tháng trước, cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc NIS cho biết quân đội Nga đang dạy hơn 100 thuật ngữ quân sự bằng tiếng Nga cho binh sĩ Triều Tiên theo hãng tin afp pháp triều tiên chưa bao giờ đưa quân ra nước ngoài chiến đấu trước đây sự hiện diện của binh sĩ triều tiên bên cạnh binh sĩ nga để chiến đấu với lực lượng ukraine đặt ra nhiều câu hỏi về chiến thuật và quân sự khiến một số nhà phân tích tự hỏi về hiệu quả và mục tiêu cuối cùng của triều tiên yang mu yin chủ tịch đại học nghiên cứu triều tiên tại seoul hàn quốc cho biết mặc dù thương vong là một phần không thể tránh khỏi của chiến tranh nhưng việc cử những người lính thiếu kinh nghiệm hoặc kém năng lực để tích lũy kinh nghiệm chiến đấu có ý nghĩa gì theo AFP, dù có thể đưa ra số liệu đáng tin cậy, nhưng các nguồn tin phương Tây cho biết có khoảng 10.000 binh sĩ Triều Tiên được triển khai, trong khi Kiev cho biết có 11.000 người. Con số này tương đương với tổn thất hiện tại của Nga trong khoảng 10 ngày giao tranh. Tướng Australia đã nghỉ hưu Mick Ryan nhận định, nếu Nga gặp vấn đề về nhân lực, họ sẽ cần nhiều quân Triều Tiên hơn nữa để giải quyết những thách thức này. Tuy nhiên, những chuyên gia khác lại cho rằng lực lượng này là không thể bỏ qua, miễn là những binh sĩ Triều Tiên vẫn còn ở vùng Kursk. Chuyên gia Li đến từ Đại học Khung Nam nói, sức mạnh của lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên nằm ở khả năng chịu đựng những điều kiện khắc nghiệt, ngay cả khi thực phẩm và các nguồn lực khác khan hiếm, họ có khả năng phục hồi tinh thần mạnh mẽ. Với vị trí địa chiến lược, Odessa thường xuyên trở thành mục tiêu của các vụ tập kích hỏa lực từ phía quân đội Nga. Ukraine cáo buộc nhiều thủy lôi của Nga được thả quanh Odessa để phong tỏa hải cảng quan trọng này. Theo phóng viên quân sự Yuri Koteno, mới đây các máy bay không người lái uav geran của nga tiếp tục tấn công nhiều mục tiêu chiến lược quan trọng của lực lượng ukraine phá vỡ cơ sở hạ tầng của cảng odessa ít nhất 6 vụ nổ xảy ra ở odessa trong một giờ các vụ nổ mạnh cũng đã được ghi nhận chuỗi các cuộc tấn công vào odessa cho thấy chiến thuật đang diễn ra là sử dụng uav tấn công geranium nhằm phá hủy các cơ sở hậu cần và cơ sở hạ tầng quan trọng thông tin chính thức về thương vong và mức độ thiệt hại vẫn chưa được cung cấp nhưng chính quyền địa phương lưu ý rằng hậu quả của các cuộc tấn công vào khu vực cảng có thể làm phức tạp đáng kể hoạt động của Odessa, với tư cách là trung tâm chính cho việc vận chuyển hàng hóa và xuất khẩu. Phía Nga hiện chưa đưa ra bất kỳ bình luận gì liên quan đến cuộc tấn công này. Đây không phải lần đầu tiên khu vực cảng Odessa trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công. Hồi cuối tháng 10, không quân Ukraine cho biết, Nga đã tiến hành cuộc tấn công vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine với 43 máy bay không người lái và 12 tên lửa các loại. Theo cơ quan này, quân đội Nga đã tấn công một cây cầu bắc qua sông Bingorod Dnistrovsky ở Zatoka, khu vực Odessa, với hai tên lửa đạn đạo Iskander M phóng từ Crimea và tám tên lửa dẫn đường KH-5969 phóng từ Biển Đen. Ngoài ra, hai tên lửa đạn đạo Iskander M khác đã được phóng từ khu vực Rostov vào Kramatorsk. Ukraine tuyên bố tổng động viên ngay sau khi bắt đầu xung đột với Nga vào tháng 2 năm 2022, cấm hầu hết nam giới từ 18 đến 60 tuổi rời khỏi đất nước. Mùa xuân năm nay, đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực ở mặt trận, Kiev đã hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25 và thắt chặt đáng kể các quy định huy động. Đại ATI cho hay, chiến dịch huy động quân đã bị hủy hoại bởi tình trạng tham nhũng và trốn tránh tràn lan. Nhiều người đã cố gắng trốn khỏi đất nước bằng cách đi qua các trạm kiểm soát biên giới với giấy tờ giả mạo hoặc cố gắng vào Liên minh châu Âu-EU từ các khu vực hoang dã được bảo vệ lỏng lẻo. Mới đây, một đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, một người đàn ông Ukraine đã trốn thoát khỏi trạm kiểm soát nghĩa vụ quân sự bằng cách phóng xe khỏi rào chắn, trong khi một cảnh sát bám chặt vào môi xe đang chạy của anh ta. Vụ việc đã được hãng thông tấn Strana của Ukraine đưa tin và khẳng định nó xảy ra tại Kharkov, đông bắc đất nước. Đoạn phim do một nhân chứng quay lại cho thấy, người đàn ông không rõ danh tính, dường như đã bị chặn lại để kiểm tra giấy tờ tùy thân, đang đi về phía xe của mình trong khi bị các sĩ quan cảnh sát bắt lính bao quanh. Người đàn ông được nhìn thấy đang chống cự và đang cố gắng mở cửa xe mặc dù bị các thành viên dịch vụ giữ lại. Sau đó anh ta lên xe với các cảnh sát vây quanh xe để cố gắng ngăn chặn bất kỳ vụ trốn thoát nào. Tuy nhiên, lực lượng chức năng dường như bất lực không ngăn được người đàn ông phóng đi trong khi người quay phim vụ việc hét lên sung sướng. Người ta không biết liệu các sĩ quan tuyển dụng sau đó có lần ra được người trốn thoát hay không hoặc liệu anh ta có bị đưa vào danh sách truy nã hay không. Hồi tháng 8, Đại Ati dẫn lại thông tin do truyền thông Ukraine đăng tải ngày 6 tháng 8 cho biết, cảnh sát Odessa đã tìm thấy nhóm nam giới ở độ tuổi quân dịch đang trốn bên trong thùng đông lạnh của xe tải giữa các tảng thịt bò lớn. Chiếc xe tải chở thịt đang chuẩn bị rời Ukraine để lên đường tới Moldova và do hai người nước ngoài điều khiển. Nhà chức trách Ukraine không nêu rõ quốc tịch của hai người này nhưng nói họ đã bị bắt giữ cùng nhóm công dân trốn quân dịch. Theo điều tra, mỗi người Ukraine muốn đào tẩu phải trả từ 6.000 đến 8.000 USD cho những kẻ buôn người để tham gia chuyến đi. Bọn buôn người bị cáo buộc đã cung cấp thêm dịch vụ cho khách hàng của mình, cụ thể là hứa sẽ đóng dấu giấy tờ để họ có thể nhập cảnh hợp pháp vào Moldova và tính thêm 2.000 euro, khoảng 2.200 USD cho việc này. Hai kẻ điều khiển xe tải đông lạnh hiện đối mặt với cáo buộc buôn người trái phép qua biên giới. Nếu bị kết tội, họ có nguy cơ phải lĩnh án từ 7 đến 9 năm tù giam. Theo các nguồn tin đến từ Kiev, Pháp đã thực hiện cam kết chuyển giao máy bay chiến đấu thế hệ 4 Mirage 2005 f đời cũ cho lực lượng không quân Ukraine và 3 trong số 6 chiếc được hứa hẹn đã chuyển đến Ukraine và hiện đang đồn trú tại các sân bay ở phía tây đất nước này. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Le thông báo về kế hoạch chuyển tiêm kích Mirage 2000 cho Ukraine, quá trình bàn giao dự kiến vẫn diễn ra trong quý 1 năm 2025. Ban đầu, thời hạn này được giải thích là do cần phải thực hiện công việc chuẩn bị, một phần trong đó bao gồm đào tạo phi công Ukraina, vận chuyển máy bay và chuẩn bị cơ sở hạ tầng sân bay của chế độ Kiev, nhưng giờ đây, kế hoạch này đã được thúc đẩy hoàn thành nhanh hơn. Chính những thất bại của lực lượng vũ trang Ukraina ở mặt trận, cũng như thực tế địa chính trị đang thay đổi không chỉ ở Mỹ mà còn ở chính ở Pháp, đã buộc các quan chức chính quyền Paris hiện phải khẩn cấp hành động. Theo giới phân tích, các máy bay này có thể được đồn trú tại các sân bay ở phía tây Ukraine như ở thành phố Lutsk và Skolnikov để tránh sự tấn công của Nga. Các sân bay này đã được nâng cấp để tiếp nhận máy bay chiến đấu hạng nhẹ và có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Các chuyên gia nêu tên máy bay thứ tư và thứ năm phù hợp cho máy bay chiến đấu của Pháp là cảng hồng không Cherkip ở vùng Ternopil và Dubno ở vùng Rivne do cơ sở hạ tầng của các sân bay này cũng đã trải qua quá trình hiện đại hóa lớn để có thể tiếp nhận các máy bay chiến đấu hạng nặng. Mirage 2000 là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ tư do nhà sản xuất Dassault Aviation thiết kế và phát triển. Máy bay phục vụ trong lực lượng không quân Pháp từ năm 1984. Mirage 2000 được trang bị động cơ phản lực Snake 3 M53P2 tạo ra lực đẩy lớn, cho phép bay với tốc độ tối đa 2.530 km h trần bay 17 km và phạm vi hoạt động là 3.335 km. Máy bay có trọng lượng rỗng là 7,5 tấn, tổng trọng lượng cất cánh 17 tấn, được thiết kế để có thể mang theo nhiều loại vũ khí khác nhau. Mi-Red 2005F là phiên bản cải tiến của mi 2000, máy bay được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến đấu khác nhau. Mi-Red 2005F được trang bị hệ thống radar tiên tiến để phát hiện và tiêu diệt hiệu quả các mục tiêu trên không ở khoảng cách xa. Hãng thông tấn Polska Agency Prasowa đưa tin Vừa qua, đại diện quân đội Ba Lan và Hàn Quốc đã hoàn tất các thủ tục cần thiết để tiếp nhận xe tăng K2 Black Panther. Xe tăng được chuyển đến đơn vị quân đội ở thành phố Branigo bằng phương tiện chuyên trở. Thiếu tá Magdalega Kosika, người phát ngôn sư đoàn cơ giới Pomerina, số 16 của Ba Lan cho biết, những xe tăng đầu tiên do công ty Hyundai Rotem của Hàn Quốc sản xuất đã được chuyển giao cho lữ đoàn thiết giáp Braniewo số 9. Người phát ngôn cho biết, những chiếc xe tăng này sau đó sẽ tiếp tục trang bị các linh kiện điện tử được sử dụng cho quân đội Ba Lan bao gồm các thiết bị liên lạc. Thiếu tá Madalega Kosika nói thêm rằng, lữ đoàn số 9 đã nhận được 7 xe tăng trong đợt đầu tiên, đợt tiếp theo dự kiến sẽ đến vào cuối năm nay. Hiện tại, đơn vị có 8 kích chiến đấu đang được đào tạo cơ bản. Đơn vị quân đội tiếp nhận được những chiếc xe tăng K2 này đóng tại Brankwego, chỉ cách tỉnh Kaliningrad của Nga vài km. Xe tăng K2 Black Panther do Viện Nghiên cứu Khoa học Quốc phòng Hàn Quốc phối hợp với tập đoàn Hyundai Rotem phát triển với nguyên mẫu đầu tiên được ra mắt vào năm 2007 và bắt đầu sản xuất hàng loạt từ năm 2013. K2 được trang bị động cơ MTU MB 883 K 504 kỳ 12 xi lanh công suất 1.500 mã lực. Chiến xa của Hàn Quốc có thể di chuyển với tốc độ tối đa 75 km/h trong điều kiện bình thường, 50 km/h tại trên các địa hình gồ ghề, gia tốc từ 0 đến 32 km/h trong vòng 7 giây. K2 được trang bị động cơ diesel MTU MB 883 K 504 kỳ. 12 xi lanh, công suất 1.500 mã lực. Xe nặng khoảng 55 tấn, kíp lái gồm 3 người. Xe đạt tốc độ tối đa 75 km h trong điều kiện bình thường, 50 km h tại trên các địa hình gồ ghề. Xe cũng được tích hợp hệ thống phòng thủ linh hoạt chống tên lửa và vũ khí chống tăng, lắp hệ thống giảm sóc thông minh. Mặc dù chưa từng được kiểm nghiệm trong thực chiến, nhưng giới phân tích cho rằng t 2 Black Panther sẽ là cỗ máy nguy hiểm trên chiến trường với lợi đạn thông minh chống giáp ks -TAM 2 có thể tự phát hiện vị trí dễ tấn công nhất của xe tăng địch. Đạn KSTAM có thể được phóng theo quỹ đạo cầu vồng sau khi khai hỏa, quả đạn sẽ bùng dù. Chọn mục tiêu cố định hay di động và tấn công bộ phận có giáp mỏng của xe tăng đối phương, thường là đỉnh tháp pháo xe tăng, pháo chính cũng phát huy tác dụng khi Black Panther di chuyển trên địa hình đôi núi. Tạp chí Forbes Mỹ và hãng thông tấn Yonhap Hàn Quốc vừa qua đưa tin, các nhóm quân đội Nga và Triều Tiên đang tham gia tích cực vào các đợt giao tranh ở tỉnh Kursk, Nga. Đáng lưu ý, theo Forbes, cuộc giao tranh tại Kursk diễn ra trong bối cảnh kho vũ khí của các trung đoàn Nga đang cạn kiệt một cách nguy hiểm. Bên cạnh đó, tờ New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ và Ukraine cho biết, Nga đã tập hợp 50.000 binh sĩ, bao gồm cả quân nhân Triều Tiên, để phát động chiến dịch tấn công lớn ở Kursk. Đây có lẽ là lý do Bình Nhưỡng quyết định hỗ trợ thêm cả vũ khí cho Moscow. Theo ghi nhận của New York Times, ít nhất hai khẩu pháo tự hành M1989 Kosan 170mm thuộc hàng lớn nhất của Triều Tiên đã được vận chuyển trên một toa tàu chạy qua thành phố Krasnoyars, Siberia, một chủ thể của Liên bang Nga. Thông tin tương tự cũng được tờ Lenta, Nga đăng tải, đồng thời cho biết M1989 còn được ví như pháo sao hoàng. Forbes dự đoán, có hai khả năng có thể xảy ra một là đơn vị pháo binh Triều Tiên đang được triển khai tới tiền tuyến ở phía Tây Nga, tỉnh Kursk hoặc trên lãnh thổ Ukraine và họ sẽ trực tiếp vận hành các khẩu pháo này. Hai là quân đội Nga sẽ sử dụng chúng dưới sự hỗ trợ của lực lượng Triều Tiên. Được biết, M1989 cỡ 170mm là khẩu pháo tự hành đáng sợ nhất trong biên chế pháo binh Triều Tiên. Pháo được phát triển vào đầu đến giữa những năm 1980 nó đi vào hoạt động vào năm 1989 và kể từ đó đã được quân đội Triều Tiên cũng như lực lượng vũ trang Iran sử dụng với số lượng hạn chế. Loại pháo này có tầm bắn lên đến 40 km với đạn thông thường và 60 km với đạn tăng tầm, đạt kỷ lục về tầm bắn. M1978 dài 14,9 m, rộng 3,27 m và nặng 40 tấn. Theo chuyên trang quân sự The National Interest, pháo M1989 Kosan là thiết kế nội địa đầy bí ẩn của Triều Tiên. Ngay cả cái tên Kosan cũng không phải tên thật, mà đây chỉ là tên một tỉnh của Triều Tiên. Đây là nơi tình báo phương Tây phát hiện mẫu pháo này đầu tiên vào năm 1978. Liên quan tới việc Triều Tiên đưa quân đội tới Nga và tham chiến ở Kursk, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan cho biết, lãnh đạo ba nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sắp thảo luận về phương thức đáp trả động thái của Moscow và Bình Nhưỡng tại Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC ở Peru. Theo ông Sullivan, một cuộc họp ba bên gồm Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol sẽ được tổ chức bên lề hội nghị thượng đỉnh này. Ông Sullivan lưu ý, cuộc họp sẽ cho phép thiết lập một phản ứng phối hợp đối với việc Triều Tiên điều động quân đội tới Nga, cũng như thảo luận về sự phối hợp cần thiết giữa các bên và các biện pháp chính trị. Ông Sullivan cho hay, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đang tham vấn về vấn đề này ở nhiều cấp độ. Theo các chuyên gia quân sự, khi Ukraine bắt đầu cuộc tấn công vào Kursk, họ hy vọng sẽ buộc Nga phải đưa ra lựa chọn. Nga có thể tiếp tục nỗ lực chính ở miền đông Ukraine hoặc có thể tập trung vào việc đẩy lực lượng Ukraine ra khỏi lãnh thổ của mình. Trang tin Ukraine, Aeromaden Press cho hay, tại mặt trận Kursk, Kiev đã rút lui ở một số khu vực nhằm dụ các đơn vị cơ giới hóa của Nga tiến vào các vùng đất thấp, trước khi cô lập phía Moscow bắn các cuộc tấn công từ trên đồi và cao điểm xung quanh. Theo trang tin này, Ukraine đã thực hiện một cuộc điều động chiến thuật phức tạp để kìm chân mũi tấn công của Nga, khi nhóm này bị bao vây khi đang ở vùng đất thấp. Trước đó, Nga đã mở mũi tấn công vào Malaya Lognia, thâm nhập sâu vào khu vực. Ukraine khi đó nhận ra rằng, nếu họ đầu giáp lá cà với lực lượng xe cơ giới hùng hậu của Nga, Kiev sẽ hứng chịu thiệt hại lớn. Vì vậy, Ukraine sẽ quyết định rút lui chiến thuật khỏi các vị trí Nga tấn công để tới những khu vực mà họ có địa thế thuận lợi hơn các con đường và các khu định cư dẫn đến Malaya Loknia chạy qua vùng đất thấp, được bao quanh bởi rừng và đồi ở phía Tây và phía Đông. Ukraine đã rút khỏi các khu định cư này để lên vùng đất cao, sau đó chở đoàn xe của Nga đi qua, rồi kích hoạt trận địa mìn và thả máy bay không người lái FPV. Sau khi Ukraine rút lui, Nga triển khai các nhóm bộ binh nhỏ tại các khu định cư để phòng thủ và bảo vệ tuyến đường tiếp viện. Tuy nhiên, thiếu sự hỗ trợ, các nhóm này trở nên dễ bị tổn thương. Trong khi đó, Ukraine bảo toàn sức mạnh bằng cách tránh giao chiến trực tiếp và chiếm ưu thế ở các vị trí chiến lược. Nhận thấy mối đe dọa, Nga đã điều khiển xe bọc thép để cứu viện các binh sĩ bị bảo vây. Lần này, Ukraine phát huy lợi thế về địa hình và nã hỏa lực vào các đoàn xe của Nga, ngăn hoạt động giải cứu khi nhóm binh sĩ Moscow tiếp tục bị rơi vào thế bao vây. Vào thời điểm cao trào, các thiết bị bay không người lái cảm tử do các phi công hỗ trợ lữ đoàn tấn công đường không số 95 của Ukraine điều khiển đã truy đuổi những binh sĩ Nga vẫn còn lại sau cuộc phục kích. Các nguồn tin trong lữ đoàn cơ giới số 47 của Ukraine, một đội hình được trang bị xe tăng M1 Abram do Mỹ sản xuất và xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley, cho biết các cuộc tấn công của lính dù Nga đã bị đẩy lùi với tổn thất. Theo số liệu chưa được xác nhận của những người điều khiển thiết bị bay không người lái hỗ trợ lữ đoàn 47, tất cả các xe địa hình và 11 xe chiến đấu bộ binh đã bị phá hủy. Khi Post không thể xác nhận tuyên bố này của Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 8 đã ra lệnh tiến hành các cuộc tấn công nhằm trục xuất lực lượng Ukraine khỏi lãnh thổ nước này với thời hạn ban đầu là ngày 1 tháng 10 và sau đó là ngày 17 tháng 10, nhưng các thời hạn đó đã bị bỏ lỡ. Tuy nhiên, một tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết những thành công của ép tại Lyubimova và Pokrebki, Novaya, Sorokina tính đến nay vẫn chưa làm giảm rõ rệt áp lực của Nga ở tỉnh Kursk, và các cuộc tấn công trên bộ dữ dội được hỗ trợ bởi pháo binh và không kích vào các vị trí của Ukraine vẫn đang tiếp tục. Theo báo Moscow Times, theo quy định mới, chính phủ Nga sẽ trả tiền bồi thường dựa trên mức độ nghiêm trọng của thương tích thay vì một khoản cố định 30.400 USD như trước đây. Cụ thể, những người lính bị thương nặng khi chiến đấu sẽ nhận mức bồi thường khoảng 30.400 USD, trong khi những người bị thương nhẹ hơn sẽ nhận được 10.100 USD. Các binh sĩ với thương tích bình thường đều thuộc diện nhận bồi thường 1.000 USD. Sắc lệnh sẽ có hiệu lực ngay sau khi ông Putin phê duyệt. Trước đó, người đứng đầu điện Kremlin từng hứa sẽ bồi thường 30.400 USD cho tất cả binh sĩ bị thương sau khi phát động hoạt động quân sự tại Ukraine vào năm 2022. Trong khi đó, khoản bồi thường dành cho gia đình của những binh sĩ tử trận vẫn giữ nguyên ở mức tương đương 50.600 USD theo một số báo cáo vào đầu tháng này, giới chức Nga đang xem xét phương án bồi thường mới đối với các thương tích hoặc thiệt hại liên quan đến người xảy ra trong quá trình chiến đấu. Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov gọi những thay đổi này sẽ đem đến sự công bằng. Tuy nhiên, nhà phân tích quân sự người Nga Kirill Samiev lo ngại sắc lệnh mới có thể làm giảm mức bồi thường cho các binh sĩ vì việc phân loại mức độ nghiêm trọng của thương tích còn phụ thuộc vào kết luận khác. Ông Samiev nêu quan điểm trên thực tế, các binh sĩ có thể gặp vài khó khăn trong việc đảm bảo khoản thanh toán tương xứng với mức độ thương tích của họ, vì các bác sĩ có khả năng giảm mức độ nghiêm trọng của vết thương. Song song với đó, đánh giá về thiệt hại của các bên, hai quân chức cấp cao của Mỹ thạo nguồn tin tình báo cho biết, Nga mất khoảng 3-5% nguồn lực gồm xe tăng, máy bay, pháo và các khí tải quân sự khác. Mức độ thiệt hại này ở phía Ukraine ước tính khoảng 10%. Giới chức Mỹ và phương Tây nhấn mạnh, Tỷ lệ trên có thể thay đổi do các bên tiếp tục gánh tổn thất khi cuộc xung đột chưa có dấu hiệu lắng xuống và hai bên tiếp tục tăng viện. Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh, kế hoạch quân sự của Nga tại Ukraine đang diễn ra theo đúng kế hoạch, đồng thời thừa nhận một số vấn đề trong quá trình tác chiến. Ông Putin cho biết, Nga đã thiết lập hành lang an toàn để dân thường Ukraine rời khỏi khu vực giao tranh, nhưng các lực lượng tân phát xít địa phương và lính quân sự tư nhân nước ngoài đang cố gắng ngăn họ rời đi. Theo hãng thông thần Ukrinform, Ukraine, do giao tranh ác liệt và tổn thất khá lớn, quân đội Nga đã điều sư đoàn tấn công đường không số 76 tới khu vực Kursk để tăng cường các hoạt động tấn công tại đây. Ukrinform dẫn lời Viktor Krapso, đại diện của lữ đoàn Bukovina số 82, cho biết, ở một mức độ nào đó, phía Nga tập trung nỗ lực vào khu vực Kursk kéo thêm nhiều đơn vị mới đến đây. Liên quan đến thương vong, sư đoàn tấn công đường không số 76 của Nga đã được triển khai ở đó để khôi phục khả năng tấn công. Ông Kravtsov cho rằng Nga đang nhắm mục tiêu đánh bật lực lượng Ukraine ra khỏi khu vực Kursk càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, phía Ukraine vẫn đang giữ vị thế phòng thủ và liên tục phá hủy các thiết bị quân sự do Nga tích trữ ở tiền tuyến. Chỉ tính riêng trong 2 ngày gần đây, Ukraine đã phá hủy 35 đến 37 đơn vị thiết bị của Nga. Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận việc triển khai các hoạt động quân sự quy mô lớn tại Kursk. Cụ thể, theo hãng thông tấn TASS, Nga đã điều động đơn vị pháo D-30 122mm thuộc nhóm tác chiến phía Bắc để tấn công các hệ thống pháo, súng cối và lực lượng của Ukraine ở khu vực Kursk. Bên cạnh đó, không quân Nga cũng gia tăng các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Ukraine ở Kursk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, một máy bay ném bom Su-34 đã được máy bay chiến đấu Su-35S hộ tống để ném bom vào vị trí và tập trung lực lượng của quân đội Ukraine tại đây. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các phi công máy bay chiến thuật của Nga có thể thực hiện các nhiệm vụ vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày hay đêm. Trong mọi điều kiện thời tiết, sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau. Bộ này cũng đã tải lên một đoạn video ghi lại các nhiệm vụ của máy bay chiến đấu Nga. Việc Nga điều động các đơn vị tinh nhuệ như sư đoàn tấn công đường không số 76 và tăng cường hoạt động pháo binh, không quân cho thấy Moscow đang tập trung lực lượng để giành lại quyền kiểm soát khu vực Kursk. Trước đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cho biết Nga tiếp tục tấn công trên bộ nhằm vào lực lượng Ukraine ở Kursk trong hai ngày qua, nhưng không có bất kỳ tiến triển nào được xác nhận. Các nguồn tin của Nga tuyên bố vào ngày 12 và 13 tháng 11 rằng lực lượng Nga đã tiến về phía đông nam Koranelko gần Novoinvanoka, Zelenysiad và Darino, phía nam Suda, gần Kurilovka và phía đông nam Suha, gần Plekhovo. Một binh sĩ Ukraine cho biết lực lượng Nga đang tiến hành các cuộc tấn công cơ giới quy mô cấp trung đội được tăng cường hàng ngày bằng cách sử dụng 4-6 xe chiến đấu bọc thép. Tờ Financial Times dẫn lời bà Rose Scott cựu phó tổng thư ký NATO cho biết, Việc Nga đồng ý nối lại đàm phán về ổn định chiến lược và kiểm soát vũ khí hạt nhân chiến thuật có thể trở thành một trong những điều kiện khởi đầu cho các cuộc thảo luận trong tương lai giữa Nga và Mỹ về Ukraine. Bà tin tưởng rằng đối với giới lãnh đạo Nga, việc quay lại các cuộc đàm phán với chính quyền Tổng thống Mỹ tương lai Donald Trump sẽ không phải là một nhượng bộ quá lớn và Moscow có thể thực hiện được điều đó. Hai nhượng bộ khác của Nga đối với ông Trump được bà moler đề cập liên quan trực tiếp đến chủ đề Ukraine. Thứ nhất, việc sử dụng nguyên tắc tương tự trong các cuộc đàm phán đình chiến đã được áp dụng khi chia Đức thành Tây và Đông vào cuối Thế chiến II. Thứ hai, các cuộc đàm phán sẽ thảo luận về quá trình Ukraine gia nhập NATO. Chúng nên được tiến hành đồng thời với các cuộc đàm phán về việc Ukraine gia nhập EU. Theo một cuộc khảo sát mới nhất được thực hiện bởi nhóm xã hội học Rating và được tờ Pravda Ukraine đưa tin, người dân Ukraine đang cho thấy dấu hiệu giảm sút trong việc ủng hộ gia nhập Liên minh châu Âu-EU và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Số liệu khảo sát từ tháng 9 năm 2024 cho thấy 75% người Ukraine ủng hộ gia nhập EU, giảm đáng kể 10 điểm phần trăm so với mức đỉnh 85% được ghi nhận vào tháng 2 năm 2023. Tương tự, tỷ lệ ủng hộ việc Ukraine gia nhập NATO đã giảm từ 82% vào tháng 2 năm 2023 xuống còn 75% nếu có cuộc trưng cầu dân Ý vào tháng 9 năm 2024. Trong khi đó, 7% phản đối và 16% không đưa ra ý kiến hoặc bỏ phiếu trắng. Đáng chú ý, cuộc khảo sát cũng chỉ ra rằng đa số người dân Ukraine có cái nhìn thực tế về lộ trình gia nhập EU. Họ nhận định quá trình này có thể kéo dài ít nhất 5 năm trước khi Ukraine chính thức trở thành thành viên của khối này. Mặc dù có sự sụt giảm trong tỷ lệ ủng hộ, nhưng con số trên vẫn cho thấy đa số người dân Ukraine tiếp tục ủng hộ định hướng hội nhập với phương Tây. Theo báo Goldmuller, không ai có thể dự đoán rằng đến khi nào thì các cuộc đàm phán này sẽ kết thúc vì Ukraine sẽ gặp khó khăn trong việc đáp ứng yêu cầu của cả EU và NATO. Tuy nhiên, rõ ràng Kiev sẽ trên con đường trở thành thành viên EU và NATO như cả hai tổ chức đã hứa điều này. Nếu Ukraine cần thời hạn rõ ràng nào đó để hoàn thành các cuộc thảo luận như vậy, cựu quan chức NATO cho rằng thời hạn đó có thể là 20 năm. Bà cũng không loại trừ khả năng Nga sẽ có thể đồng ý với đề xuất này bởi vì những quá trình như vậy luôn diễn ra chậm. Điều này giúp loại bỏ khả năng xảy ra những hành động bất ngờ. Iran đã viết thư đảm bảo với chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng không có ý định ám sát ông Donald Trump trong một động thái phản ánh cuộc trao đổi bí mật nhằm làm dịu căng thẳng giữa Tehran và Washington trước khi ông Donald Trump quay lại Nhà Trắng. Theo báo The Wall Street Journal hôm 15 tháng 11, thông điệp trên đã được Iran chuyển giao cho phía Mỹ vào ngày 14 tháng 10 và trước đó không được công khai. Chính quyền Tehran đã phản hồi bức thư của Mỹ hồi tháng 9 với nội dung cảnh báo bất kỳ âm mưu ám sát ông Donald Trump nào đều bị Washington xem là hành động khai chiến. Bộ Tư pháp Mỹ hồi tuần trước đưa ra những cáo buộc cho thấy các đặc vụ Iran lên kế hoạch ám sát ông Donald Trump trước khi ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Iran từ lâu tuyên bố muốn thực hiện cuộc trả thù nhằm vào ông Donald Trump vì ông khi còn là tổng thống Mỹ hồi tháng 1 năm 2020 đã ra lệnh sát hại tướng Qasem Soleimani, người đứng đầu lực lượng Quds. Ba quan chức liên quan đến chính sách Iran trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump là ngoại trưởng Mike Pompeo, đặc phái viên Mỹ về Iran Brian Hook và cố vấn an ninh quốc gia John Bolton vẫn đang được mật vụ bảo vệ trước mối đe dọa từ Tehran. Hồi đầu tháng này, Bộ Tư pháp Mỹ công bố các cáo buộc nhằm vào Farha Sakeri, 51 tuổi nói rằng người này hồi tháng 9 được vệ binh cách mạng hồi giáo iran irgc giao nhiệm vụ lập kế hoạch ám sát ông donald trump tài liệu của tòa án cho thấy sakeri là công dân afghanistan sinh sống tại tehran hiện vẫn ở iran nhưng không rõ thông tích các công tố viên cáo buộc sakeri nhận nhiệm vụ thực hiện các vụ ám sát nhằm vào công dân mỹ và israel trên lãnh thổ mỹ sakeri nhận lệnh chỉ tập trung vào ông donald trump và có một tuần để lên kế hoạch nếu không kịp họ dự định hành động sau khi kết thúc bầu cử tổng thống mỹ vì tin rằng ông Trump sẽ thất bại. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, Sakiri nhập cư vào Mỹ khi còn nhỏ và bị trục xuất hồi năm 2008 sau 14 năm thụ án tù vì tội trộm cướp. Sakiri tận dụng những mối quan hệ xây dựng trong nhà tù Mỹ để giới thiệu người làm việc cho IRGC tại Mỹ, giúp lực lượng này theo dõi và ám sát các mục tiêu. Giới chức Mỹ không tiết lộ liệu thông điệp có được chuyển giao qua kênh Thụy Sĩ hay không. Trong khi phái bộ Iran tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố New York, bang New York, Mỹ, từ chối bình luận về thông tin này. tại buổi dạ tiệc của Viện Chính sách nước Mỹ trên hết, AFBI, vừa diễn ra tại mar lago ở Florida, Tổng thống đắc cử Donald Trump ca ngợi những đề cử nhân sự cho chính quyền mới của ông. Ông Trump nhìn về phía tỷ phú Elon Musk, nói, Tôi là người tin vào chỉ số IQ cao, tôi không thể đưa ông ấy ra khỏi đây được, ông ấy chỉ thích nơi này và tôi cũng thích có ông ấy ở đây. Ông cũng ca ngợi doanh nhân Vivek Ramaswamy, người sẽ cùng tỷ phú Elon Musk lãnh đạo ban hiệu suất chính phủ cơ quan được thành lập để cắt giảm chi tiêu lãng phí và tái cấu trúc các cơ quan liên bang. Tổng thống đắc cử còn đặc biệt nhắc đến ông Robert F. Kennedy Jr., người mang thái độ hoài nghi về vaccine, được đề cử lãnh đạo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ. Ông Trump nói trước đám đông gieo hò khi ông Kennedy được giới thiệu. Mọi người thích cậu, Bobby, đừng quá nổi tiếng nhé. Ông Kennedy nhiều lần tuyên bố vaccine liên quan đến chứng tự kỷ, quan điểm bị nhiều quốc gia bác bỏ từ lâu ông cũng thành lập tổ chức Children's Health Defense, một nhóm chống vaccine hàng đầu. Cũng trong bài phát biểu mở đầu buổi dạ tiệc ở ma lago Tổng thống đắc cử thứ 47 của Mỹ cho biết, 10 ngày trước cuộc bầu cử, ông nhận ra đã giành được sự ủng hộ của cử tri khi thấy đám đông lớn có mặt tại các cuộc vận động tranh cử của mình. Ông Trump nói, chúng tôi đã thắng tất cả các tiểu bang dao động, chúng tôi đã giành được số phiếu phổ thông, tôi rất vui mừng, đây là một điều gì đó rất đặc biệt. Ông Trump nhắc lại chủ đề chung trong các bài phát biểu trước chiến dịch tranh cử của mình về tội phạm nhập cư, ma túy, lạm phát và việc muốn bảo vệ thể thao dành cho phụ nữ. Cuối bài phát biểu, Tổng thống đắc cử cho biết ban hiệu suất chính phủ sẽ đưa ra các báo cáo riêng lẻ và một báo cáo lớn về công tác tinh sản chính phủ Mỹ vào cuối buổi tiệc, cung cấp thông tin chi tiết mới đầu tiên về kết quả của cơ quan này kể từ khi được công bố vào đầu tuần. Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tuyên bố chính quyền sắp tới của ông sẽ tập trung vào xung đột Nga-Ukraine. Ông nói, xung đột phải dừng lại, Nga và Ukraine phải dừng lại. Theo nguồn tin của đài Fox News, ông Donald Trump sẽ bổ nhiệm một đặc phái viên về hòa bình tại Ukraine. Đặc phái viên này sẽ được giao nhiệm vụ dẫn dắt các cuộc đàm phán với Nga để chấm dứt xung đột. Nguồn tin nói, bạn sẽ thấy một đặc phái viên rất cao cấp, một người có nhiều uy tín, người sẽ được giao nhiệm vụ tìm ra giải pháp nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình. Gần đây, truyền thông Mỹ dẫn các tuyên bố của ông Trump cho biết trong ngày đầu tiên nắm quyền, ông sẽ có rất nhiều việc phải làm, trong đó ông sẽ nỗ lực đưa Ukraine và Nga ngồi vào bàn đàm phán. Báo Washington Post Mỹ dẫn các nguồn tin cho rằng ông Trump dường như đang tìm cách gây sức ép buộc Ukraine từ bỏ một số phần lãnh thổ, cụ thể là bán đảo Crimea và vùng Donbass, để có thể chấm dứt xung đột với Nga. Tuy nhiên, ông Jackson Miller, cố vấn chiến dịch tranh cử của ông Trump, đã bác bỏ thông tin này trong khi đó theo một báo cáo mới của quốc hội mỹ nước này cần mở rộng và hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân chiến thuật với mức kế hoạch hiện tại để ngăn chặn mối đe dọa ngày càng tăng báo cáo của ủy ban quốc hội về tư thế chiến lược của mỹ nhận định rằng nước mỹ sẽ sớm đối mặt với một bối cảnh toàn cầu hoàn toàn khác biệt khi có hai quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân chiến thuật tương đương mỹ là nga và trung quốc do đó quy mô và cấu trúc của lực lượng hạt nhân phải tính đến khả năng xảy ra cuộc tấn công kết hợp từ nga và trung quốc Báo cáo nhấn mạnh rằng một cuộc xung đột mới với một trong hai hoặc cả hai quốc gia này có thể dẫn đến thảm họa và cần phải được ngăn chặn. Báo cáo cho rằng Trung Quốc và Nga ngày càng có khả năng đe dọa Mỹ bằng kho vũ khí hạt nhân chiến thuật của họ. Báo cáo nêu rõ nhu cầu gia tăng lực lượng hạt nhân chiến lược trong môi trường này. Ông Marshall Billingsley, một chuyên gia cấp cao tại Viện Houston, Mỹ, cho biết yếu tố then chốt trong các quyết định của Ủy ban là tốc độ phát triển nhanh chóng của kho vũ khí hạt nhân chiến thuật Trung Quốc. Ủy ban này khuyến nghị Mỹ nên gia tăng số lượng tên lửa tầm ngắn và tầm trung, đồng thời đầu tư vào công nghệ siêu vật âm để triển khai cả vũ khí hạt nhân chiến thuật và thông thường. Bà Rebecca Henrich, chuyên gia tại Viện Houston, nhấn mạnh rằng tư thế mới này là cần thiết để đối phó với sự hợp tác toàn diện chưa từng có giữa Trung Quốc và Nga. Tuy nhiên, việc thuyết phục Quốc hội Mỹ tăng nhật sách cho vũ khí này có thể không dễ dàng, trong bối cảnh chi tiêu quốc phòng của chính quyền tổng thống joe biden đạt mức kỷ lục và mối lo ngại về lợi ích từ xung đột ngày càng lớn quyết định này về việc có triển khai thêm vũ khí này hay không cuối cùng sẽ được giao cho chính quyền tổng thống đắc cử donald trump sắp tới ông trump đã bật đèn xanh cho tất cả các chương trình vũ khí hạt nhân chiến thuật lớn được thừa hưởng từ chính quyền ông barack obama trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình